Chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng MTP dính nghi vấn đạo ca khúc tiếng Trung. Tưởng chừng như drama tình cảm giữa Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm đã là đỉnh điểm ồn ào trong sự nghiệp của giọng ca hãy trao cho anh ở thời điểm hiện tại, thì mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao về nghi vấn đạo nhạc. Theo đó, một bài đăng trên mạng xã hội đã đăng tải hai ca khúc Chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng MTP và ca khúc tiếng Trung có tên An Bion Nai để so sánh điểm tương đồng về giai điệu. Cụ thể hơn, ở đoạn nhạc từ 5 phút 38 giây trong ca khúc Chúng ta của hiện tại, giai điệu nhạc nền được cho là giống đến 90% ca khúc tiếng Trung An Bion Nai ở 0 phút 37 giây. Đáng nói, ca khúc tiếng Trung này đã được đăng tải từ ngày 29 tháng 12 năm 2019, trong khi đó, Chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng MTP lại được phát hành sau đó một năm ngày 20 tháng 12 năm 2020. Sau khi bài đăng được chia sẻ, cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về việc này. Một số ý kiến cho rằng quả thực hai đoạn nhạc có sự trùng khớp giai điệu đến 90%. Điều này làm dấy lên nghi vấn liệu Sơn Tùng MTP có đạo nhạc ca khúc tiếng Trung từng ra mắt vào năm 2019 hay không. Tuy nhiên, cũng có bình luận cho rằng đây hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp khi cả hai giai điệu đều sử dụng chung một vòng hòa âm. Trường hợp này cũng từng xảy ra ở nhiều ca khúc dính nghi vấn đạo nhạc trước đó nhưng đều được chứng minh rằng hai ca khúc sử dụng vòng hòa thanh giống nhau và trên thực tế không hề liên quan. Một số bình luận của cộng đồng mạng, bài kia nghe mấy giây đầu đã thấy hơi sai rồi. Nghe kỹ hơn thì giống thật. Công nhận là giống nha. Có khi nào? Tại sao lúc ra mắt thì không thắc mắc bây giờ lúc đang scandal thì lại thắc mắc nhỉ? Ai thấy giống nhau giơ tay? Chắc lại cùng một vòng hòa âm thôi chứ đạo cái gì. Có chút giống nhưng bảo đạo thì không phải. Trước đó tối ngày 23 tháng 1, Sơn Tùng MTP lần đầu lộ diện trước hàng ngàn khán giả tại một sự kiện âm nhạc giữa bão lùm xùm câu chuyện trà xanh. Đáng chú ý, nam ca sĩ đã có chia sẻ khiến nhiều người tin rằng đang nhắn nhủ đến Thiều Bảo Trâm. Trên một diễn đàn mạng xã hội liền lan truyền bài đăng cho rằng những lời mà Sơn Tùng MTP nhắn nhủ thương em trên sân khấu tối ngày 23 tháng 1 đều được lấy từ đoạn văn của Trung Quốc. Theo đó, người này đã đăng tải đoạn văn bằng tiếng Trung rồi sau đó dịch sang tiếng Việt. Điều khiến mọi người bất ngờ là những câu văn sau khi được dịch sang tiếng Việt khá giống với lời chia sẻ của Sơn Tùng MTP trên sân khấu tối 23/1. Nhiều người đặt ra nghi vấn về nguồn gốc lời trích dẫn của Sơn Tùng MTP. Cụ thể, nội dung tản văn này được dịch sang tiếng Việt như sau: hiện tại chúng ta vì lẫn nhau không có chút nào do dự bỏ ra nhiều năm như vậy thanh xuân. Gặp nhau là vận mệnh, rời đi cũng là vì duyên cái này một chữ. Không có người nào có thể biết tương lai như thế nào, coi như về sau phải chăng có thể cùng một chỗ, ngươi cũng không nên quên, chúng ta từng cho nhau một nửa khác đẹp nhất. Thương người, dù phần dịch sang tiếng Việt có hơi lủng củng do trở ngại ngôn từ, thế nhưng không thể phủ nhận rằng nội dung chia sẻ của Sơn Tùng và đoạn văn này quá giống nhau về mặt nội dung. Nhất là đoạn gặp nhau là vận mệnh, rời đi cũng là vì duyên cái này một chữ, gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là hai từ duyên phận và thương người, thương em. Phải chăng đúng như những gì dân mạng đồn đoán, thật ra Sơn Tùng đã đạo nhái tản văn này để mang lên sân khấu Chúng ta của hiện tại trước đó. Sau đó người đăng tải bài viết cũng lên tiếng đính chính rằng bản thân chỉ dịch lại lời của Sơn Tùng MTP nói trong đêm diễn sang tiếng Trung chứ không hề nói là nam ca sĩ đạo văn. Tuy nhiên, cũng có nhiều người khác cho rằng thực tế họ không tìm thấy có bài văn nào hay lời bài hát nào giống như thế này tại nước bạn. Một số khác cũng suy luận rằng có thể các anti-fan của Sơn Tùng MTP đã cố tình dịch những lời mà nam ca sĩ chia sẻ tối qua sang tiếng Trung. Hiện tại, cả Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đều đã bỏ theo dõi nhau trên Instagram. Không cần ai phải thừa nhận, nhưng đây dường như chính là hồi kết cho chuyện tình 8 năm của cặp đôi từng khiến hàng triệu khán giả ngưỡng mộ.